Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, Ruby sẽ cùng các bạn học về các loại đồ vật và vật dụng sử dụng trong gia đình nhé. Học cùng Ruby TV. Cái gì đây? Bàn làm việc. Bàn làm việc. Bàn làm việc. Wow. Cái gì đây? Ghế xoay. Ghế xoay. Ghế xoay. Wow. Cái gì đây? Điều hòa. Điều hòa. Điều hòa. Wow. Cái gì đây? Kệ sách. Kệ sách. Kệ sách. Cái gì đây? Máy sưởi. Máy sưởi. Máy sưởi. Cái gì đây? Đèn ngủ. Đèn ngủ. Đèn ngủ. Wow.
cái gì đây? Thảm. 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 Cái gì đây? Ổ cắm điện. Ổ cắm điện. Ổ cắm điện. Cái gì đây? Ấm đun nước. Ấm đun nước. Ấm đun nước. Cái gì đây? Máy lọc nước. Máy lọc nước. Máy lọc nước. Cái gì đây? Nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Cái gì đây? Bếp ga. Bếp ga. Bếp ga. Wow.
Các bé ơi, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau học về các đồ vật và vật dụng trong gia đình, rất là vui rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các bài học tiếp theo cùng Ruby TV nha. Tạm biệt!